Để đặt mua những chiếc tay cầm xịn sò nhất với giá thành tốt nhất, anh em đặt hàng ngay tại shoptaycam.com. Kingmansport.vn. Thế giới đồ thể thao Lam không chỉ đẹp mà còn giá tốt. Rồi, chúng ta sẽ đến với một form tiền 100 tỷ tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay. Và ở đây thì tôi đang có một nhạc trưởng là Rikeme của mùa Icon. Ở đây là một trong những cái lựa chọn mà mình cũng không chơi nhiều lắm. Dù là Rikeme cũng có những cái chỉ số cũng không tệ một chút nào. 6 sao kỹ thuật, thánh truyền bóng này, sút ra, sút xoáy, truyền dài, kiến tạo, qua người đầy đủ luôn ạ. Ở đây sẽ là một trong những con hàng đá CM cực kỳ nét. Và nó sẽ là nhạc trưởng trong đội hình của chúng ta. Mình sẽ đá đội hình là 4-2-3-1 hoặc là sẽ đá 4-2-1-3 như thế này anh em nhé. Và Rikeme sẽ là lên móng vững chắc cho đội hình Villarreal anh em nhé. Thằng này Rikeme thì nó sẽ có Argen, có Boca Juniors với cả Villarreal thôi. Thì tôi nghĩ là build Villarreal là đẹp nhất rồi. Được chưa ạ? Rồi bắt đầu xuống tiền nhá. Làm quả con Villarreal này cho nó cháy phố. Villarreal anh em cố chỉ số tầm 108 trở lên nhé. Rồi đầu tiên chúng ta đến với hàng công anh em ạ. Rồi hàng công thì anh em có thể là một con Danjuma này. Danjuma tiền này nó rất là vừa rồi. Anh em mua này tầm khoảng 9 tỷ nhá. 9 tỷ tròn. Hàng công có Gerard Moreno, Paco Alcácer nữa. Thằng này đã tiền vệ được cơ à? Paco Alcácer thằng này thì hai thằng đều có 4 sao kỹ thuật rồi. Kỹ thuật hai thằng hơi chậm nhỉ. Rồi tôi có tạm thời này nhá. Tạm thời bỏ ngỏ thêm một chút. À, Rory nữa này. Đội hình này mê phết nhờ. Có Rory đá trụ, bú luôn nha anh em nhá. Làm con Rory mùa này thôi, 18 tỷ là đẹp rồi. Có Robert Pires đây này. Xúc luôn một em Pires. Trung Quang đã rescan 10.000 đồng. Tiền vệ có cả Jambo Aguza nữa à. Capo nữa à. Mẹ đội hình này mạnh nhờ. 29 tỷ min luôn với Jambo Aguza luôn à. Có hàng này led đấy nhá. Rory, Capo đều là những con hàng có thể mua được. À, Danjuma có ở mùa này nữa này. Mùa SPL. Tôi chỉ cần hai thằng trụ nữa mà thôi anh em ạ. Chỉ cần hai thằng trụ nữa thôi. 100 tỷ phải lấn cấn đấy nhá. Capo hoặc là Jambo Aguza thôi. Lấy trung vệ trước đây nào. Mỗi vị trí một con hàng cứng đi nào. Ủa, trung vệ của Casares à. Lấy con mẹ này là trung vệ luôn nhá. Casares chạy 113 đánh đầu mạnh. Cap de Villa nữa à. Làm con Cap de Villa nhá. Villarreal phải có Cap de Villa rồi. Pol Torres. Làm là trung vệ không? 1 tỷ thôi à. Nó rẻ ấy nhở. Cộng 6 thì hơn 2 tỷ. Tôi định lấy con Raul Albion này không mua nổi anh em ạ. Khó nhở. Chắc là lấy Casares đá cùng với Pol Torres thôi anh em ạ. Cap de Villa một cánh. Và cánh còn lại chúng ta sẽ chốt sau nhá. Foy trong đội hình à. Foy con này Villarreal foy cho là cánh phải luôn, hợp lý đấy. Raul Albion cộng 8, à con cộng 7 này. Cộng 7, 7 tỷ. Thôi tôi nghĩ là lấy Pol Torres là được rồi anh ạ. Đéo còn đầu tư nhiều lắm đâu. Cân lương nhá, cân lương đi. Cân lương thử nào. Ở đây chúng ta sẽ có là Rikeme nhạc trưởng này. Rikeme ở đây, à Rory ở đây này. Ở đây là Casares. Cộng 5, bên này có foil anh em nhé. Có foil rồi mình dùng luôn. Foil một là cộng 8 nét luôn. Ở bên cánh này thì có Cap de Vina. Ở đây thì đang định lấy là con Pol Torres này. Không biết là có mua được không. Nếu không thì anh em lấy Arun Albion cộng 7 này được nhỉ. Con này đang sẵn hàng này. Mua mẹ luôn nhá. 7 tỷ mua luôn đi. Anh em ạ, bỏ Pol Torres đi. Pol Torres mua một con cộng 5 1 tỷ dự bị. Đéo gì. Thế thôi, thủ nó đến thế thôi là cùng các bạn. Thế nó là được mà. Trung vệ chỉ số 120 thì sợ bố con thằng nào. Được chưa ạ? Ở đây thì anh em có Danjuma. Tôi đang định Danjuma có to lên một chút không? Cánh thì thực ra không quan trọng lắm. Thôi lấy Danjuma thường thôi. Không cần nhiều anh ạ. Đủ để chơi Danjuma. Bây giờ còn một con tiền đạo, một con trụ, một con cánh nữa mà. Tôi đang lấn cấn cái vị trí đầu tàu đây này. Vị trí đầu tàu nó phải lét nét một tí. Ở đây đang có là Paco Alcácer và thằng Gerard Moreno là đầu tàu thôi. Hai thằng này. Thằng này dứt điểm khá là tay này. Có sút xa, có bấm bóng. Tôi xem cộng 8 còn cái form nào anh em ạ. Gerard Moreno 8. Ờ hợp lý nhở. Form 8 này thì chúng ta có Moreno 30 tỷ.
cũng ok đấy nhở. Đầu tàu mình phải đầu tư nó tốt tốt một tí anh em ạ. Chạy như thế này là quá nhanh rồi còn gì nữa nhở. 112, 120 cơ. Được, được đấy. Moreno 8 ở đây cho tôi. 20 tỷ còn lại. Trong đội hình còn ai tận dụng nữa được không nhở? Lo Celso à? Thằng này cũng là hàng của ấy mà. Lo Celso này. Ồ, trong đội có mấy con nhé. Ok phết nhở. Lo Celso đá mẹ đây đi. Em dài vào cánh nhá. Em dài này cho đá cánh luôn này. Tận dụng được cả 3 con anh em ạ. Lo Celso đá cánh hoặc đá tiền vệ phòng ngự được không? Ồ, tiền vệ phòng ngự cao phết nhở. Nhưng mà thôi cho ra đá cánh đi anh em ạ. Cho ra cánh hợp lý hơn nhá. Cộng 8. Rồi hợp lý đấy, hợp lý, hợp lý. À, bây giờ cần một con trụ nữa, một con thủ môn nữa. Lâng Danjuma đây nhá. Ồ, thích thì lâng. Thích thì lâng. Con này 13 tỷ là về thôi. Còn một con CDM nữa anh em ạ. Con tiền vệ nữa. Tiền vệ anh em chỉ cần cộng 5 thôi. Một con tiền vệ nữa. Capo giá cao ấy nhở. Sao tao đặt con Capo này cao vậy? Giấu tên giấu. Trước đó mua thủ môn trước nhá. Nó đỡ đau đầu. Thủ môn của Diallo Pet là ngon rồi. Nhờ anh em mua mùa này thôi. Em anh mua được không? Tỷ 2. Chỉ số cao nhở. Nhá. Mùa tỷ 32 mắc luôn. Lopez. Sao anh em mua thêm một con cánh nữa cũng được. Con hàng công nữa. Thế là hình dương dư lương nhở. Có khi săn con Capo là đẹp nhất mẹ rồi. Chả thấy con đéo nào hơn cả. Không thấy con nào ok hơn cả. Không còn nhiều lựa chọn lắm. Hay lấy mẹ thêm con cố tiền mua con Capo nhở. Sống mái săn con này. Sau đó đẩy Lo Celso ra cánh đẹp hơn. Cố một con săn Capo ở đây. Xong đẩy Lo Celso ở đây. Nó dễ dàng hơn, đỡ đau đầu anh em ạ. Capo này thì tôi nghĩ là lấy Danjuma giảm tiền đi nhá. Thì chắc là anh em mình vẫn đủ tiền. Capo HG cũng được. Thì tôi vẫn dư lại tiền để anh em nếu không mua được Capo mùa kia thì anh em sẽ cố mua Capo mùa HU nhá. Đó, Capo mùa này tôi nghĩ là tầm khoảng đôi chục tỷ là mua được rồi nhá. Ok, có gì bác chủ modify lại nhá, tôi nghĩ là đẹp rồi đấy. Chỉ có điều mua Capo này nó hơi khoai thôi. Nếu không thì anh em sẽ modify ra một hai phương án nữa là được nhá. Đẹp rồi, đẹp rồi, đẹp rồi. Nói chung là đẹp anh ạ, đội hình Villarreal này rất nét trong cái tầm tiền này. 3 days later. Rồi, sau một vài ngày trở lại với đội hình của Villarreal thì chúng ta đã hoàn thiện một đội hình của Villarreal rất đẹp trong cái form tiền này với nhạc trưởng là Riquelme của mùa Icon cộng 5. Với cái đội hình này thì khi mà chúng ta búp đầy đủ những chỉ số cộng thì anh em sẽ được búp là chỉ số trung 3, truyền ngắn 3 và tầm nhìn 3 anh em nhé. Cái bộ chỉ số rất là tốt để anh em thể truyền trọt. Riquelme là nhạc trưởng và khi này anh em có những cái chỉ số truyền rất là ngon anh em ạ. Truyền ngắn 128, truyền dài 128, tầm nhìn 128 với đầy đủ là sút xoáy, sút xa, kiến tạo, thánh chuyển bóng qua người. Những bộ chỉ số ẩn rất là đẹp với một CM anh em nhé. Đầu tàu chúng ta sẽ có là Moreno của mùa E218, một tiền đạo có tốc độ lên tới khoảng 121 và 129. Ở đôi cánh chúng ta sẽ có là Danjuma của mùa SPL với tốc độ khi mà full level lên tới 126 và 123 với hai chân 55 mà tốc độ đầy đủ. Bên cánh còn lại mình sẽ có là Moy Gomez. Với mùa giải này thì anh chàng cũng có cho mình hai chân 55, 5 sao kỹ thuật, có sút xa. Tốc độ thì ở mức 117 cũng gọi là tạm ổn. Đội trụ sẽ là Rory, bên cạnh là cô Quân Anh. Với mùa HG có Rogi ở tuyến giữa thì mình cực kỳ là yên tâm rồi. Với mùa giải này thì khi full never đều có chỉ số tầm khoảng 119-120 hết các bạn nhé, rất là cao. Cặp trung vệ sẽ là Raul Albion của mùa cấp 7. Con hàng này lên tới là mùa cấp 7 và chỉ số tổng sẽ là 120 các bạn nhé. Cái bộ chỉ số phòng ngự cũng rất là đẹp anh ạ. Cái bộ chỉ số kèm người 126 này, sức mạnh 124 nhưng mà tốc thì hơi thấp một chút, tốc 106 thôi. Nhưng bù lại anh sẽ đá cạnh cùng với Casares cũng có một tốc độ lên tới 102x với một CB rồi. Ở bên phải có Foy 8 và bên trái chúng ta sẽ có Cap de Villa. Vị trí gác đền sẽ là thủ thành Rooney với mùa 21U. Nhìn rất là đẹp anh em nhé, rất là đẹp và đều với đội hình này. Ở dự bị thì chúng ta sẽ có là Chút Weze với mùa HG và có cả Forland của mùa BVKFC nữa anh em nhé. Ngoài ra có con hàng là Pino này nữa này. Đó, những con hàng của Villarreal, hình như thằng Lo Celso này nữa thì phải đó. Nếu như anh em thích thì cũng có thể sử dụng Lo Celso anh em nhé. Lo Celso cho đá cánh cũng rất bay luôn. Thì
Thì đó là những cái lựa chọn mà chúng ta có với Villarreal này, cực kỳ là uy tín và không phải chờ đợi gì. Chúng ta sẽ đến với những sự trải nghiệm đầu tiên. Rồi, đáng thưa anh em ơi, chúng ta sẽ đến với những sự trải nghiệm đầu tiên của đội hình Villarreal này. Rồi, sao cái game chọc quả tệ thế? Đây rồi. Rồi, Moreno. Vẫn là Moreno. Bên này, ơ kìa. Vẫn còn anh em ơi, vẫn còn anh em ơi. Vẫn còn. Vã qua đầu. Hay quá. Vỡ đầu. Đây rồi, bên này. Đẹp chưa? Mẹ, thằng Mendy này nhanh ghê nhỉ. Rồi, tiếp tục nào. Bàn thắng cuối. Cuối giờ, cuối hiệp. Tin chuẩn cho anh em bàn thắng cuối hiệp. Nói đi anh em, cái điều gì? Bàn thắng mở điểm dành cho Villarreal. Hay quá nhỉ, Danjuma đi bóng hay quá. Solo, thằng kia vào đây. Đường ra đi vào đây. Kết thúc chưa? Rõ ràng ông Hoàng Cơ Ben luôn mang đến những quả penalty trong những trận đấu. Sớm hay muộn thôi mà. 2 nhỏ. Ủa. Vào lưới nhận bóng. Dã man chưa? Riquelme đóng quả bóng nét nhờ. Rồi. Danjuma. Mình còn đấm xịt luôn ạ. Thằng thủ môn kìa. Rồi thằng này Danjuma. Ui. Ok chưa? Bóng này đâu? Hay quá nhờ. Lo Celso. Bàn thứ hai dành cho Moreno. Quá đơn giản. Đơn giản nhờ. Rồi ok. Danjuma. Hay chưa? Moreno. Gì đây? Chọc được. Chọc được mà. Danjuma. Ok chưa? Tận gôn. Gì vậy? Rồi Danjuma. Đó. Ôi, ra nghỉ sớm tí. Ui.
Vã thử mà. Thử gái bú luôn ạ. Cook one in. Hay quá nhờ. Mời Gomez. Đấy biên. Tài dứt điểm ok nhờ. Cái chân trái êm phát nhờ. Hay nhờ. Break. Biếu à. Ok chưa. 90 cộng. Đã man cú đèn kìa. Rồi đang Zuma. Đuổi hộ. Đuổi hộ. Chà bố, thằng thủ môn vẫn bắt được à? Mẹ cái thằng Zaha này xuống phát ăn ngay ạ. Rồi Phong Lan. Ăn mừng ngay. Riêng Phong Lan ra chân là chết. Rồi ok, mọi cô mét cố lên nào. Phá nhanh thế. Đỡ. Đỡ. Và đó là Diego Forlan. Hay quá nhỉ Danjuma. Một pha xử lý điểm 10 của Danjuma. Dã man chưa? Pha phối hợp điểm 10.